Bữa nay mới biết được cái thịt gà mà đi ram với bia á, trời ơi, ăn nó thơm dễ sợ luôn á mấy chị. Bình thường mấy chị mua gà mà về kho ăn ngán quá, không biết ăn cái gì á, thì bữa nay làm thử cái món này đi. Bảo đảm ăn 3 tô cơm cũng không đủ luôn á. Em chào mấy anh chị, em là Bon, em ở quận 8, cầu chữ Y á. Công việc hàng ngày của em á là nội trợ với lại buôn bán khô ở nhà. Mấy anh mấy chị nào mà muốn ăn khô bò, khô heo á thì cứ nhắn em nha. Em thấy chị Phượng Singapore chào vậy á, cái bữa nay em chào theo luôn. Chắc mấy chị nghe em nói em ở nhà nội trợ chắc nghĩ là em sướng dữ lắm. Không biết á là có sướng dữ không chứ em thấy một ngày ở nhà không có ngơi cái tai luôn á. Sáng á là 8 giờ em dậy đi chợ, xong rồi về bày ra nấu ăn rồi quay video clip cho mấy chị coi chơi nè. Nội cái mà suy nghĩ bữa nay ăn gì thôi là cũng nhức cái đầu luôn. Bữa nay em nấu gà ram bia nha. Cái gà này muốn ngon á, mấy chị lựa cái má đùi rút xương á, ăn cái thịt của nó mềm mà nó thơm dữ lắm. Đem về chà rửa sạch rồi mình ướp như cái công thức mà em ghi trên màn hình đó nghe. Ướp 30 phút xong rồi mình sẽ bắt đầu đem đi chiên nè. Mấy chị mà sợ dầu mỡ á thì mình chiên với đồ chiên không dầu cũng được. Mà em thấy chiên dầu á thì nó sẽ ngon hơn, cái da nó giòn hơn. Hôm bữa em nói là em có bán khô á thì mấy chị hỏi quá trời luôn, em không có rep hết được. Thì em có hai loại khô thôi, khô bò với khô heo. Cái khô bò này là khô bò sợi nha, tẩm ướp hết rồi cái vị của nó sẽ mặn mặn cay cay. Một gói vậy là 240.000 nửa ký. Em thì không có dám nói là khô em ngon đâu, nhưng mà mấy chị ăn thử thì mấy chị sẽ biết à. Cái miếng khô nó rất là dẻo chứ nó không có bị khô khóc như ở ngoài. Khô bò là khô bò miếng nha, một gói vậy nửa ký là 330.000. Khô bò khô heo này á thì mặn mặn cay cay theo cái khẩu vị của nhà em làm luôn. Nó rất là mềm dẻo chứ nó không có bị khô. Nhà em là làm chủ yếu bán Tết á. Quảng cáo xong rồi giờ mình quay qua mình làm đồ ăn nè. Trong lúc đợi gà chín á thì giờ em làm cái chén nước sốt này để em ram gà nè. Mình nêm vô đây nước mắm, tương ớt, đường, bột ngọt, nước lọc. Cái định lượng á thì mấy chị phải gia giảm nêm nếm là theo khẩu vị của nhà mình nghe. Mấy cái con gà công nghiệp này á, mấy chị chiên á thì phải chiên cho cái da nó giòn giòn cháy cháy á, ăn nó mới ngon. Chứ chiên mà cái da của nó cứ mềm mềm eo eo dở lắm. Nên chiên á mấy chị cứ mạnh dạn chiên cho nó cháy xém giống như em vậy nè. Chiên cái này á thì mấy chị bỏ ít dầu thôi, đừng có để chiên giống như em. Em bỏ hơi lớ tay á nên nhiều dầu. Bởi vì mấy cái con gà này nó còn ra mỡ nữa. Gà chiên xong á thì mấy chị sẽ vớt ra rồi mình để qua một bên để cho nó ráo dầu đi. Xong rồi cùng cái chảo đó, hồi nãy mà cái tỏi ớt mà mình ướp gà còn á, mình cho nó vô mình phi cho thiệt thơm, rồi mình cho cái gà vô lại chế cái nước sốt mà hồi nãy mình mới pha vô. Lúc này mấy chị để lửa nhỏ liu riu thôi nha, để lửa lớn là nó dễ bị cháy đít nồi lắm. Nó mà vừa sôi liu riu lên là mấy chị cho một cái lon bia vô liền. Bia thì mình cho xăm xắp cái mặt thịt gà thôi, xong rồi mình tăng cái mức lửa lên xíu để cho nó sôi, khi nào mà nó cạn cạn giống vậy là được rồi nè mấy chị. Lúc mới chới vô thì nó nghe mùi bia thiệt, nhưng mà nó sôi nó cạn rồi á, nó rút vô con gà tao nó thơm lắm luôn. Nó còn không có nghe cái mùi bia gì luôn á, mà nó bốc lên cái mùi cực kỳ thơm nghe, mà nó ra cái màu cũng đẹp nữa. Bình thường mà không có bia là nhiều khi nó không ra được cái mùi với cái màu vậy đâu. Lưu ý khi mà chiên gà lúc nãy á thì cái da gà nó phải cháy, thì khi mình ram với bia á thì cái da gà nó vẫn còn cứng. Chứ mấy chị chiên mà nó không cháy, một hồi ram với bia là cái da nó mềm èo luôn. Em nói thiệt là cái mùi nó bốc lên thơm nức mũi luôn á. Con gà thì bên ngoài nó cháy xém, còn bên trong á cái phần má đùi thịt nó vẫn còn ẩm mọng ngon lắm. Múc một tô cơm trắng xong rồi đặt miếng gà vô là em nói thiệt luôn, quất sạch sẽ luôn, dễ làm, ăn ngon mà còn rẻ nữa. Sẵn em nấu thêm một tô canh bồ ngót nấu với khoai lang nữa. Bữa nay đi chợ chưa tới 100.000 mà ra được một bữa cơm ăn cả ngày cho hai đứa luôn á. Có gì mấy chị tham khảo bữa cơm này để chiều mình nấu ăn thử nha. Em nói thiệt, đơn giản, ngon mà còn dễ làm. Cái miếng gà nó thơm cực kỳ, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Bên ngoài thì nó giòn giòn, còn bên trong thì nó mềm ẩm ngon lắm. Nên có gì mấy bà tham khảo thử nha. Nếu mà không ngon á, bắt đền em cái gì em cũng chịu hết á. Anh ơi, xuống ăn cơm nè.